Nếu mà chúng ta rẽ bên tay trái là đi vào Mũi Né cũng như là thành phố Phan Thiết, còn rẽ bên tay phải là đi theo con đường DT76 này để đi ra thị trấn Lương Sơn nha. Từ ngay ngã ba Bào Trắng mà chạy ra thị trấn Lương Sơn thì mình đón cũng khoảng là 21 cây. Những cái rẫy thanh long của bà con ở đây nè cũng khá là nhiều ha. Phía bên này là một cái vùng thảo nghiêng rất là đẹp. Chỗ này có một cây phượng nữa, hoa rất là đẹp luôn nè. Hoa toàn là hoa luôn, hoa rực rỡ luôn. Để mình chạy từ từ cho quý anh chị và các bạn xem cái họ giấy nè. Rực rỡ luôn, màu hồng rất là đẹp ha. Chỗ này chính là ngã ba Lương Sơn đây. Đó, phía bên tay trái chúng ta đi theo đường quốc lộ 28B để đi lên đèo Đại Ninh cũng như là đi Đà Lạt nè. Chỗ này có cái bảng nè, đi thẳng thành phố Hồ Chí Minh là 245 cây. Còn rẽ phải là khu công nghiệp Sông Bình, rẽ phải chính là quốc lộ 28B á. Lần đầu tiên thì kênh YouTube Khám Phá Cộng Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh chị và tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên công đường đôi Bào Trắng thuộc xã Hậu Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay mình có dịp đi ra ngồi hai cái cửa. Rồi sẵn đây là trong cái lúc mình đi về á. Đi về thì mình không có đi cái hướng Mũi Né về Phan Thiết nữa mà mình sẽ đi theo cái hướng từ Bào Trắng đi qua đường DT76 để ra thị trấn Lương Sơn, ra quốc lộ 1A ngay thị trấn Lương Sơn. Thì sẵn đây mình cũng quay chia sẻ cái đoạn đường này để cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Cái đoạn đường DT76 mà cái hướng đi ra thị trấn Lương Sơn á, có một số chỗ cũng rất là đẹp. Đến đây là cái ngã ba Bào Trắng nè. Cái khúc chỗ này là thuộc thôn Hồng Lâm của xã Hòa Thắng đây. Nếu mà chúng ta rẽ bên tay trái là đi vào Mũi Né cũng như là thành phố Phan Thiết. Còn rẽ bên tay phải là đi theo con đường DT76 này để đi ra thị trấn Lương Sơn nha. Giờ này là khoảng 11 giờ trưa rồi. Hồi sáng là mình thấy là trời khá là mát mẻ luôn á. Do là hồi hôm qua ở Mũi Né có mưa cho nên là buổi sáng ngày hôm nay là trời nó dịu dịu. Giờ này thì cũng trời nó cũng khá là mát mẻ đây. Cái khúc chỗ này là thôn Hồng Lâm. Con đường này là chỗ này là ven ngay cái bờ hồ. Cái bờ hồ nước ngọt. Cái hồ nước ngọt là ở đây á, ở Hòa Thắng là có hai cái hồ. Một là Bào Ông và Bào Bà. Du khách người ta hay gọi là hồ Bào Trắng á. Chỗ này thì nhà dân cũng khá là nhiều. Cũng có một số cái quán cà phê cũng như là quán tạp hóa nè. Để cho chúng ta khi mà trước khi mà di chuyển trên cái con đường DT76 này ra quốc lộ 1A thị trấn Lương Sơn thì mình có thể ghé đây uống cà phê, mua nước để uống dọc đường. Từ ngay ngã ba Bào Trắng mà chạy ra thị trấn Lương Sơn thì mình đón cũng khoảng là 21 cây. Cái này kiểu giống như là mình đi phượt, đi tới đâu thì mình cập nhật cái tình hình đường xá, rồi dân cư, cảnh quan ở nơi đó như thế nào. Có nhiều chỗ cũng rất là đẹp, rất là hoang sơ nữa. Ở Hòa Thắng này thì mình thấy cũng có khá là nhiều bà con người ta trồng thanh long. Ở cái xứ sở nắng gió và cát như thế này thì người ta trồng thanh long nè. Rồi đa số là người ta trồng những cây keo lá tràm để
khai thác gỗ. Và đặc biệt là ở đây có những cái trang trại mà người ta nuôi dông. Dông cát Bình Thuận ăn rất là ngon á. Ở đây thì buổi trưa người ta không có bán quán cơm à. Ở Hòa Thắng thì có mấy cái cánh đồng quạt gió cũng rất là đẹp. Ở phía bên này là cái hồ nè. Hồ này là hồ Bầu Ông. Hồ Bầu Ông thì nhỏ hơn cái hồ Bầu Bà. Bầu Bà là cái hồ mà nằm sát bên đồi cát Trinh Nữ á. Hồ nước ngọt, nước rất là xanh um. Hồi hôm thì ở đây hình như là không có mưa. Mình thấy nó khô rang đây. Hồi sáng chạy từ Phan Thiết chạy ra tới Thiện Nghiệp và Mũi Né ha, và mình thấy là đất cát là nó ướt át, rất là mát mẻ luôn. Giờ này bắt đầu là nắng lên rồi nè. Từ ngay ngã ba Màu Trắng và chúng ta về trung tâm thành phố Phan Thiết thì khoảng 45 cây á. Còn vào đến trung tâm Mũi Né thì khoảng 20 mấy cây thôi. Ở chỗ này người ta bán rơm, rơm cuộn rất là nhiều. Rơm thì người ta để ủ cây rồi làm nấm rơm. Mùa này mùa khô mà ai mà sơ ý mà hút thuốc quăng cái tàn thuốc một cái là xong. Ở bên tay phải mình có cái đám thanh long nè. Thanh long này là đang ra búp, có hệ thống tưới tự động nữa nè. Cái này hình như là không có trọng đèn hay sao, mình không có thấy là kéo dây kéo bóng gì hết. Bên tay phải mình thì có cái vườn đang cho trái chín. Dừa đây. Dừa cái cây lùng 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 mà có trái à. Trái chùm chùm luôn, cách mặt đất khoảng ở đâu 5-60 phân thôi. Vườn điều, vườn chuối nè. Chuối này là chuối Dạ Hương á. Giờ có hai cái hồ nước ngọt nó nằm gần đây cho nên là bà con ở đây người ta canh tác rồi cũng rất là dễ đó. Có nước để tưới tiêu nữa. Thời gian trước là đất ở Thiện Nghiệp cũng như là Hòa Thắng là sốt rồi lắm. Nó có giai đoạn đó. Bây giờ thì nó chững lại nè. Đến đây là ra khỏi cái khu dân cư rồi. Khúc chỗ này vẫn còn thuộc thôn Hồng Lâm của xã Hòa Thắng à. Vào cái mùa mưa thì mình thấy bà con người ta cũng có trồng đậu phộng á. Đậu phộng, khoai mì. Đó, nhìn qua phía bên tay trái á, những cái rẫy thanh long của bà con ở đây nè, cũng khá là nhiều ha.
cái vườn bên này vừa có hoa mà vừa có trái chín. Rồi, phía bên này là một cái vùng thảo nghiêng rất là đẹp à. Mùa mưa đến là nó mọc những cái thảm cỏ rộng lớn rất là đẹp luôn á. Cái cung đường DT716 này thì cũng rộng thoáng. Mình nhớ là hồi đó mới biết đi xe máy, mới có xe, cái tính mình thì thích đi khám phá lung tung, cứ đi mà không có mục đích, đi không có điểm dừng, cứ chạy mơ màng để khám phá chỗ này chỗ nọ. Hồi đó là đi cái con đường này mình thấy đường nó nhỏ mà đường xấu lắm, không biết là cái năm bao nhiêu mà quên mất rồi. Mình chỉ biết là rất là lâu. Đường này là đường DT716, còn cái con đường mà cung đường đôi màu trắng á là DT716B. Nắng quá trời quá đất luôn. Chỗ này là có một cái khu rừng, rừng này là rừng savan, rừng lá thấp á. Rừng lá thấp, cây bờ bụi, những cái cây mà cây oro. Cái đoạn này thì cũng khá là vắng, lâu lâu chỉ có một hai chiếc xe người ta chạy qua chạy lại. Ô tô là chạy vi vu, mở máy lạnh mở nhạc lên là chạy vi vu luôn. Cái cánh rừng chỗ này nó khô luôn, nó khô trụi lá, là còn cái nhánh không á. Kia Cerato. Mà chúng ta thấy cái cánh rừng nó xanh mát là chỗ đó nó hơi trũng, nó trũng cho nên là cái lượng nước nó giữ ẩm, chỗ nào nó thấp nhất thì cái mạch nước ngầm nó tập trung vô đó nhiều. Ở trên này cao là cây nó trụi lá nó còn ở nhánh không. Cái này mà ai mà sơ ý chỉ còn ném một cái tàn thuốc thôi là coi như là cháy hết luôn á. Ở đây mấy cái cây nhãn rừng nhiều quá ha. Tới cái mùa đó là nó có trái rất là thơm. Nhãn rừng thì trái nhỏ nhỏ rồi, nó hột nó to, cơm ít nhưng mà rất là thơm.
mình chạy ra đến quốc lộ 1A thuộc thị trấn Lương Sơn. Nếu mà quý anh chị và các bạn đi du lịch khám phá ha, mình đi cũng tiện lắm. Ví dụ như là mọi người đi từ trung tâm Phan Thiết đi ra Mũi Né chơi, đi ra Hồ Rơm chơi, đi ra Bào Trắng chơi đã đời, xong rồi mình muốn đi ra lại quốc lộ 1A để đi theo cái hướng ra Ninh Thuận á, Khánh Hòa, mà khỏi mất công phải quay ngược trở lại Phan Thiết, thì mình đi cái con đường này nè. Tới ngay ngã ba Bào Trắng mình đi theo con đường này là đi ra tới quốc lộ 1A luôn, ngay thị trấn Lương Sơn luôn, chỉ khoảng 20 cây thôi. Chứ mà ngay Bào Trắng mình chạy ngược vào lại Mũi Né, ngược vào lại Phan Thiết, rồi bắt đầu là mới theo quốc lộ ngay từ Phan Thiết chạy ra Lương Sơn, ra Ninh Thuận, ra Khánh Hòa, thì chạy lòng vòng nó xa lắm, mất thời gian. Còn những anh chị nào mà người ta rành rồi thì người ta đi dễ dàng. Chứ nói chứ đâu phải ai mà cũng biết hết đâu. Cả năm mà lo đi, cả năm cả đời lo đi làm ăn hoàng quật, lâu lâu mới có một dịp đi chơi đây đó, dù thì người ta không có rành đường. Chỗ này có một cái khu trang trại gì đây, ở bên tay trái mình này. Đó người ta nuôi dê hay gì. Chỗ này cũng có một cái nhà khu nhà màng nữa nè, nhà màng là trồng cây. Mình đoán không lầm thì người ta đang trồng cây dưa lưới. Cái khúc chỗ này nó cao ha, chúng ta có thể nhìn xuống đồng bằng phía bên dưới nè, và những cái dãy núi chập trùng xa xa đằng kia. Do là hồi hôm có mưa cho nên là nhìn xa tích cái đường chân trời là mình thấy cái dãy núi nó mờ mờ ảo ảo thôi. Nói chung là cái cung đường này cũng khá là đẹp ha. Chạy xuyên qua, lúc đầu chạy xuyên qua những cái rẫy thanh long, những cái vườn keo lá tràm, những cái rừng keo lá tràm chứ. Rồi chạy tới đây là một cái vùng thảo nguyên bao la. Cái cục tiêu biển báo là nó báo từ đây ra Lương Sơn khoảng 5 cây nữa. Nắng ghê luôn. Người ta đi đường người ta bịt khẩu trang hay đeo kính mít luôn, còn mình là để cái mặt không không vậy. Nhiều đoạn khá là đẹp ha. Cái đoạn chỗ này mình thấy cũng khá là nhiều những cái trang trại đây. Chỗ này có một cây phượng nó nở hoa rất là đẹp luôn nè. Hoa toàn là hoa luôn, không thấy một cái lá nào luôn. Đẹp không? Hoa rực rỡ luôn.
cái cây gì mà nó nở hoa, mình chạy ngang qua đây thấy nó thơm quá. Ở chỗ này có một cái rừng keo lá trà mà người ta cưa hết, có một cái dãy nhà hoang. Chỗ này có một cái điểm dừng chân TNT, cà phê giải khát thoáng mát sạch sẽ, thôn Hồng Lâm. Và chỗ này vẫn còn thuộc thôn Hồng Lâm của xã Hậu Thắng ha. Thôn Hồng Lâm rộng dữ. Mùa này mình thấy hoa giấy nó nở rất là đẹp luôn. Dọc những cái cung đường mà từ Phan Thiết đi ra Tiến Thành Cây Gà hay là đi ra Mũi Né Bảo Trắng, mình thấy là ở đâu đâu cũng có hoa giấy nó nở rực rỡ luôn. Như chỗ này nè, chỗ này rất là đẹp nè. Wow, rực rỡ luôn, màu hồng rất là đẹp ha. Đến cái đoạn này là thuộc thị trấn Lương Sơn rồi. Để mình chạy từ từ cho quý anh chị và các bạn xem cái hoa giấy nè. Hoa giấy này là dễ trồng đó, trồng bờ rào, trồng lầm kiến. Chỉ yêu cầu có nắng là nó nở bông rất là nhiều, rất là rực rỡ, rất là đẹp. Quốc lộ 1A, 2 cây. Xe ô tô khách du lịch, người ta đi đoàn. Thời điểm này là sau lễ rồi mà mình thấy khách du lịch vẫn đổ ra Bảo Trắng Mũi Né cũng khá khá. Cái cao điểm mà trong cái mùa lễ rất là đông luôn. Ngay khúc cua phía trước là có một cái nhà máy chế biến bột mì. Bên này nè, nhà máy chế biến bột mì. Biết là có làm hay không mà mình thấy đóng cửa nhìn cái bụi bặm. Ngay thị trấn Lương Sơn này nếu mà chúng ta di chuyển theo quốc lộ 1A để vào lại thành phố Phan Thiết thì mình đoán cũng khoảng là 40 mấy cây. Đến ngay một cái con dốc dài đây đó, phía trước cũng là cây phượng đỏ thắm luôn.
Lê Hồng Phong. Cái đoạn DT-719 này nằm ở thị trấn Lương Sơn, có tên là Lê Hồng Phong. Khu phố Lương Nam. Lương Nam, Lương Đông, Lương Tây. Ủa, mình thấy cái bảng chỗ này là ghi về Phan Thiết là 64 cây lận. Cũng khá xa, hồi nãy mình nói 4 mấy cây. Còn đi ra Ninh Thuận là 69 cây. Ôi trời. Rồi Ninh Thuận là ra tới giáp ranh của Ninh Thuận đó nha, là tới Cà Ná. Đây chính là ngã ba đây. Ngã ba DT-716 giao nhau với quốc lộ 1A này. Đó, rẽ bên trái là vào Phan Thiết, còn rẽ bên phải là đi ra Ninh Thuận, Khánh Hòa, đi ra miền Trung. Cái đoạn quốc lộ 1A mà chạy qua thị trấn Lương Sơn có tên là đường Nguyễn Tất Thành. Phía bên trái mình là chợ. Tại do là cái camera mình đeo ở trên ngực á, chứ không phải là cầm tay. Cầm tay thì mình lưu cho quý anh chị các bạn xem rồi. Nhiều khi đi phải đảm bảo an toàn giao thông, lái bằng hai tay, tay chạy tay lái, nhiều khi quẹo cua rồi không có bỏ xi nhan được, không có xin đường được. Chỗ này chính là ngã ba Lương Sơn đây. Đó, phía bên tay trái chúng ta đi theo đường quốc lộ 28B để đi lên đèo Đại Ninh cũng như là đi Đà Lạt này. Giờ này là khoảng 11 giờ rưỡi rồi. Để mình chạy lòng vòng ở thị trấn Lương Sơn chút xíu cho quý anh chị các bạn cùng xem nha. Xem là phố xá, nhà cửa, là người dân ở đây như thế nào. Chỗ này là trung tâm của thị trấn luôn nè. Thị trấn Lương Sơn thì cũng thuộc huyện Bắc Bình nha. Ở đây thì cũng có mấy cửa hàng xe máy, rồi thế giới di động, điện máy xanh rồi. Sau khi mà qua khỏi thị trấn Lương Sơn thì chúng ta sẽ tiếp tục đến thị trấn Chợ Lầu. Thị trấn Chợ Lầu chắc cũng cách đây khoảng gần 20 cây á. Giờ này trưa nắng cho nên là đường xá nó cũng khá vắng. Giờ này là người ta ở nhà, người ta nấu ăn, nấu uống, nghỉ ngơi. Mình đi lang thang lòng vòng. Quay những cái điều tích cực chỉ mà nhiều người còn chê, còn chửi nữa. Cho nên là mấy anh YouTube là mình làm cái điều tích cực là mấy anh YouTube là nên là đề xuất mình nhiều hơn. Để mình có doanh thu, mình làm nhiều việc có ích. Đây là khu phố Lương Trung. Lương Nam, Lương Đông, Lương Trung, Lương Tây. Ra đến đây là ít nhà rồi, mình sẽ quay trở lại. Thấy có bên này có cái con đường qua cái cầu Lương Bình, không biết cái đó là đi đâu. Nắng
nắng mà nó nắng kinh hồn luôn á. Trời nắng nóng mà nói thiệt chứ một ngày mình uống cũng phải mấy lít nước, vừa uống nước cam, uống nước mía. Ôi, cái gì nó kêu ghê vậy? Cái xe mà nó cán cái gì kêu cái bụp nữa ta. Nhờ có hai cái tuyến cao tốc cho nên là cái lưu lượng xe chạy trên quốc lộ 1A cũng giảm. Nãy giờ mình thấy cái lượng xe tải đi quốc lộ 1A cái đoạn này cũng khá là ít. Chỗ này có cái bảng nè, đi thẳng thành phố Hồ Chí Minh là 245 cây, còn rẽ phải là khu công nghiệp Sông Bình, rẽ phải chính là quốc lộ 28B để chúng ta đi đèo Đại Ninh cũng như là đi Đà Lạt á ha, để mình rẽ qua quốc lộ 28B nha. Thị trấn Đường Sơn thì cái khúc trung tâm chỗ này cũng khá là sầm uất, do là bữa trưa là người ta ở trong nhà hết rồi, trời nắng quá. Chỗ này rất là nhiều quán nước, quán giải khát, quán đồ ăn nè. Chỗ này có một cái trường học, trường trung học cơ sở Lương Sơn, trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi, tiếng về kêu, tiếng về kêu mùa hè đang đến rất là gần. Cầu Sông Lý, ồ nước cũng khá là nhiều đây, mát mẻ. Những bà con nào trồng trọt nằm sát bên cái bờ sông này có lợi luôn, tưới tiêu là không sợ thiếu nước. Rồi, đến đây thì mình xin tạm dừng video nha. Đến đây là hết địa bàn của thị trấn Lương Sơn nè, hết cái khu trung tâm đó nha. Rồi, hẹn quý anh chị và các bạn trong video lần sau. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình từ sớm đến giờ. Bye bye.